Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của 12 con giáp tiết chính xác nhất. 1. Tử vi tuần mới của tuổi Tý, từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021. Từ vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tý đón tuần mới với tâm trạng hân hoan khi vận trình tuần này của bạn khá rực rỡ. Hầu hết những khúc mắc trong công việc, tình cảm và các mặt khác của cuộc sống đều đã được tháo gỡ tốt đẹp. Tuần này, bạn cảm thấy mình như thể là người may mắn nhất trên thế gian khi mọi việc đều suôn sẻ theo ý muốn và mang tới nhiều thành tựu khiến bạn hài lòng. Cứ thoải mái thể hiện hết sức và bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng thôi đầu tuần người tuổi Tý vẫn có thể phải đương đầu với một vài khó khăn, nhưng thách thức đồng thời cũng là cơ hội để bạn phát hiện ra những điểm mạnh của mình để tập trung phát huy. Khi đã tìm được mục tiêu cho mình, bạn cứ thế mà thẳng tiến với sự hỗ trợ của thiên ấn soi giỏi. Tuy nhiên, trong tuần có đại hao hung tinh rình dấp đe dọa vận trình tài lộc của bạn có thể thất thoát ngoài ý muốn do phải dùng tiền để xử lý những việc ngoài dự kiến. Tốt nhất bản mệnh cần phải bình tĩnh và sáng suốt để tránh đưa ra những quyết định sai lầm khiến tài lộc hư hao. 2. Từ vi tuần mới của tuổi Sửu, từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021. Vận trình của người tuổi Sửu trong tuần mới này, tâm trạng đang có sự bất ổn khá rõ rệt và đó có thể trở thành nguyên nhân cho những rắc rối sau này. Bản hành động khá cảm tính để cảm xúc che mở lý trí nên có những lúc chưa tính toán cẩn thận đã vội đưa ra quyết định theo tâm trạng của mình lúc đó. Trong công việc, người tuổi sửu dễ bị mất tập trung, phân tán tư tưởng, làm trước quên sau, thậm chí bị cấp trên phê bình vì không hoàn thành nhiệm vụ. May mắn có chính ấn ở bên, cấp trên thường xuyên đốc thúc và kiểm tra gắt gao nên bạn chưa tới mức trượt dốc, phạm lỗi lầm quá lớn. Hãy nhớ sớm lấy lại tinh thần ngay đi bạn nhé giữa tuần có chính tài xuất hiện đảm bảo nguồn tài chính ổn định cho con giáp này. Bản mệnh không phải lo nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó có những nguồn thu đều đặn từ công việc chính hay việc tay trái giúp cho kế hoạch tiền bạc của bạn khá có triển vọng trong tương lai gần. Chuyện tình cảm của bạn trong tuần cũng không được sáng sủa cho lắm. Tình duyên ảm đạm, bạn dường như đang khá hấp tấp khi muốn nhanh chóng đặt tên cho mối quan hệ hiện tại mà không để tâm xem cảm xúc của đối phương dành cho mình ra sao. Hãy cứ từ từ tìm hiểu, thuận theo tự nhiên, cùng nhau trao rồi cảm tình để phát triển một cách bền vững chứ đừng đốt cháy giai đoạn bạn nhé. 3. Tử vi tuần mới của tuổi Dần, từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021. Theo tử vi tuần mới của tuổi Dần, thầy tử vi chỉ ra rằng, tuần này hứa hẹn những điều mới mẻ sẽ đến với người tuổi Dần, nhưng là tốt hay xấu thì phụ thuộc vào cách bạn đón nhận chúng. Hãy cứ cố gắng giữ một trạng thái bình thản nhất bạn sẽ thấy khó khăn đến đâu cũng có cách giải quyết của nó nếu có kế hoạch quan trọng nào bạn nên ưu tiên thực hiện vào đầu tuần để mọi việc được diễn ra suôn sẻ nhất thời điểm này bản mệnh tìm được cơ hội để khẳng định bản thân gây ấn tượng tốt với ban lãnh đạo thậm chí thực thần còn chứng tỏ bạn có thể được thăng quan tiến chức nếu làm tốt nhiệm vụ được sao tài lộc cũng hội tụ chủ yếu vào đầu tuần khi đó những người tuổi dần sẽ có được những điều mình mong muốn thiên tài mang đến tin vui khi mà con giáp này thông qua nỗ lực cùng tài năng của chính bản thân mình mà nhận lấy may mắn, xứng đáng có được tài lộc về tay. Trong chuyện tình cảm cá nhân, người tuổi dần đừng lúc nào cũng đổ lỗi cho nửa kia mỗi khi mâu thuẫn xảy ra giữa hai bạn. Bạn cũng nên kiểm điểm lại bản thân xe đầm thái độ của mình có phải là nguyên nhân khiến đối phương bất bình đến vậy không, tình cảm vun đắp bấy lâu có thể sụp đổ nếu cả hai đều cứng đầu như vậy. 4 tử vi tuần mới của tuổi Mão, từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021. Xem tử vi 12 con giáp nhận thấy, vận trình tuần mới của người tuổi Mão khá ổn định, không có điều gì đáng lo ngại nhưng đó là lý do khiến bạn có xu hướng chủ quan. Bản mệnh nhớ tập trung để tránh để ra những sai sót nhỏ, chúng rất mất thời gian sửa chữa và có thể ảnh hưởng tới kết quả toàn cục cho lắm. Trong tuần có thương quan chủ về thị phi xuất hiện cảnh báo con giáp này có thể phải phiền lòng về những chuyện nhũng nhiễu bên ngoài. Dù vậy, bạn cũng không nên quá để tâm, cứ bỏ ngoài tai những lời nói độc hại không mang lại bất cứ tác dụng nào cho cuộc sống của mình, khi đó bạn sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ngay từ đầu tuần đã có chính tài và thiên tài cùng đồng hành ở bên, tuổi mão có thể yên tâm kiếm tiền không nguy tay. Dù là làm nghề gì, dù là người kinh doanh hay dân công chức làm công ăn lương thì bản mệnh vẫn dùng dỉnh tiền bạc trong tay hung tinh ngũ quỷ có thể đe dọa tới sức khỏe của con giáp này. Bản mệnh chớ nên chủ quan coi thường sức khỏe bởi đây là tài sản vô giá, một khi đánh mất dù có dùng bao nhiêu tiền bản cũng chẳng thể lấy lại được nguyên vẹn. 5. Tử vi tuần mới của tuổi thìn, từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021. Tử vi tuần mới từ 5 tháng 7-11 tháng 7 năm 2021 của 12 con giáp, tuần này, Hung vận nhìn hơn hẳn cát vận dự báo một tuần không ít sóng gió sẽ đến với người tuổi thìn. Bạn cần phải chuẩn bị sẵn tâm lý để đương đầu với mọi chuyện khó khăn, chắc chờ có thể ấp đến bởi sẽ có thời điểm bạn cảm thấy mất phương hướng, không biết nên làm gì để có thể cải thiện tình hình hiện tại. Đầu tuần có thiên ấn che chở nên dù có khó khăn thì cũng chỉ là tạm thời thôi, bản mệnh sẽ tự mình xử lý được vấn đề miễn là đủ tin tưởng vào bản thân. Bạn có thể tham khảo ý kiến của mọi người nhưng nhớ là quyết định cuối cùng vẫn là ở bạn. Càng về cuối tuần tình hình tài chính của bản mệnh càng được cải thiện rõ rệt nhờ thiên tài hỗ trợ cho bạn cải thiện tài lộc. Những ai làm ăn, kinh doanh lúc này rất vượng phát. Người làm công ăn lương nên có kế hoạch quản lý tài chính khoa học hơn để duy trì được nguồn tiền bạc ổn định. Trong tuần, dù có sao thái âm chủ về đào hoa trợ mệnh nhưng vẫn chưa đủ để khiến tình cảm của những chú rồng có khởi sắc rõ rệt nguyên nhân nằm ở chính bạn, dường như con giáp này đang để cho sự bướng bỉnh cứng đầu của mình phá hủy nhân duyên ở quanh bạn nên thật khó để đào hoa rực rỡ như mong muốn. 6. Từ vi tuần mới của tuổi Tỵ, từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021 xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, vận trình tuần mới của người tuổi tỵ không được sáng sủa cho lắm, có thể là do bạn sắp xếp kế hoạch chưa thật sự thích hợp nên mọi thứ trồng chéo lên nhau, việc thì thiếu thời gian, việc lại thừa thời gian thực hiện. Thiên quan xuất hiện ở đầu tuần khuyên bản mệnh không nên giữ những quan điểm quá cứng nhắc của mình, thậm chí cách bạn không tiếc lời công kích những ai có ý kiến trái chiều có thể chính là nguyên nhân khiến bạn rước họa tiểu nhân, mất thời gian giải quyết những rắc rối không đáng có. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh xung đột lợi ích với những người quen thân trong tuần này do tỷ kiên giáng họa có thể làm giãn nứt tình cảm đôi bên. Càng là người thân quen lại càng tránh gây mít lòng vì tiền bạc đừng lúc nào cũng đặt lợi ích lên trên hết như vậy. Trong ngày có sao Thái Dương chiếu mệnh, con giáp này đang có nhân duyên khá tốt. Những người còn độc thân nên mở rộng mối quan hệ xã giao của mình, không nên dành quá nhiều thời gian trong thế giới riêng. Hãy mở rộng lòng mình để mọi người xung quanh có cơ hội hiểu rõ hơn về con người bạn. 7. Tử vi tuần mới của tuổi ngọ từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, đầu tuần có chính quan bổ trợ, người tuổi ngọ nên tận dụng cơ hội này để thể hiện năng lực của mình. Bản mệnh có thể sẽ nhận được sự quan tâm và đánh giá cao từ phía cấp trên, đây mới chỉ là tiền đề để bạn vươn tới những mục tiêu cao xa hơn chứ cơ hội thăng tiến của bạn chưa thật sự rõ ràng vào thời điểm này cho lắm tuần mới này vận trình tài lộc của bạn cũng khá hanh thông song bản mệnh nếu có ý định cầu tài chiêu tài thì nên chờ đến cuối tuần để khả năng thành công cao hơn thiên tài cho thấy những chú ngựa có những ý tưởng mới mẻ và độc đáo nhờ thế mà dễ dàng có được cơ hội phát triển ý tưởng của mình thành hiện thực thái tuế hung tinh nhập mệnh người tuổi này chú ý đi đứng cẩn thận đề phòng tai họa lớn xảy ra ngoài ra bạn cũng cần lưu ý chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt thời tiết nắng nóng nên bổ sung nhiều nước cho cơ thể để không bị mất sức vận trình tình cảm của người tuổi ngọ lúc này có vẻ đang đi theo chiều hướng xấu. Thứ tình cảm ngọt ngào mà bạn hằng mong đợi dường như vẫn ở quá xa tầm tay bạn. Bạn nên hiểu rằng mình xứng đáng có được hạnh phúc, vì thế, đừng chấp nhận điều gì tạm bợ hay mập mờ không rõ ràng nhé. Ai đang độc thân nên cẩn thận với những lời hứa suông. 8. Tử vi tuần mới của tuổi mùi, từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021 xem tử vi của 12 con giáp nói rằng, tuổi mùi sẽ có được các tinh trợ mệnh, công việc tiến triển khá tốt đẹp. Con giáp này trong tuần được quý nhân giúp đỡ nên nhìn rõ hơn bước đường mình cần phải đi, không còn chần chừ hay do dự để mất cơ hội trước mắt mình nữa. Bản mệnh biết được năng lực của mình nằm ở đâu và sẵn sàng thể hiện, không ngại gian khổ, khó khăn có thể gặp phải. Con giáp này kiên trì và bền bỉ theo đuổi mục tiêu chứ chẳng bỏ cuộc đâu. Thành công sẽ sớm đến với tuổi mùi mà thôi đường tài lộc không được vượng, đầu tuần con giáp này dễ mất tiền vào những chuyện chẳng đáng. Thế nhưng bản mệnh cũng đừng quá lo lắng bởi tới cuối tuần sẽ có người giới thiệu cho công việc làm thêm giúp gia tăng nguồn thu nhập ngay thôi. Bên cạnh đó, do hung vận đeo bám nên mối quan hệ tình cảm giữa bản mệnh và đối phương xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Con giáp này không thực sự tự tin khi mà đối phương chẳng hề biểu lộ mong muốn giữ mình ở bên thêm nữa. Tình yêu cần phải vun đắp từ hai phía mới có thể bền chặt được. 9. Tử vi tuần mới của tuổi thân, từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021. Với người tuổi thân, tuần này hung cát đan sen, chuyện vui cũng có mà chuyện buồn cũng chẳng thiếu. Nhất là do ảnh hưởng của tỷ kiên, bạn có thể thất vọng về mối quan hệ xã giao mà mình đã bỏ nhiều công sức xây đắp từ trước nhưng chẳng phát triển như mong muốn của bản thân. Hoa kiếp tài ngáng trở, bản mệnh nên thận trọng với những quyết định đầu tư tài chính kẻo dễ bị kẻ xấu lừa gạt tiền bạc nếu có cơ hội phát tài thì có thể xem xét tình hình cho kỹ càng hơn thiên tài xuất hiện vào thời điểm cuối tuần bản mệnh nên chăm chỉ dành thời gian để kiếm tiền thay vì nghỉ ngơi quá nhiều sao thiên cầu chiếu mệnh cũng chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả vì vậy dù bạn có đang bận rộn đến thế nào mà thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại dành thời gian quan tâm đến cơ thể của mình nhiều hơn Người tuổi thân và nửa kia thường xuyên xảy ra tranh chấp trong tuần này, vì vậy mà điều đôi bên cần làm là kiềm chế sự nóng nảy, nhường nhịn nhau một chút để nhà cửa được yên bình. Nếu đang nuôi con nhỏ, bạn cũng cần chú ý cách cư xử để làm gương cho con cái, không nên có những hành động thái quá gây ấn tượng xấu cho con trẻ. 10. Tử vi tuần mới của tuổi Dậu, từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021. Tử vi tuần này 12 con giáp cho thấy những ngày đầu tuần của người tuổi dậu có thể là thời điểm khó khăn nhất của bản mệnh bạn dễ vướng vào thị phi hoặc vấn đề liên quan tới tiền bạc mối quan hệ do có sự xuất hiện của kiếp tài tuy nhiên nếu bạn đủ bình tâm suy xét thì mọi chuyện sẽ được tháo gỡ rất nhanh chóng càng về cuối tuần vận trình của người tuổi dậu càng có khởi sắc rõ rệt hơn dù trước đó có phải chịu tổn thương về tinh thần lẫn tiền bạc nhưng bạn đủ lạc quan để vượt qua tất cả và niềm vui lại đến khi có thiên ấn che chở để bạn được làm điều mình thích và tập trung vào đó quên hết những điều phiền não nhất là khi có sao thiên đức chiếu mệnh hỗ trợ rất tốt cho công việc và con đường thăng tiến của bản mệnh đấy nếu nắm bắt được cơ hội tốt bạn có thể được ghi nhận trong sự nghiệp hoặc kiếm về một khoản tiền kha khá bù đắp lại khoản thất thu lúc trước xem bói tình duyên chuyện tình cảm của con giáp này có những tín hiệu khởi sắc đáng mừng khi các cặp đôi dần vượt qua những mâu thuẫn đối nghịch nhau trong khoảng thời gian vừa rồi quả đúng là mâu thuẫn nào cũng có thể vượt qua khi cả hai chịu ngồi xuống trò chuyện thẳng thắn và cùng nhau tháo gỡ những vướng mắc trước đó. 11. Tử vi tuần mới của tuổi Tuất từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021. Vận trình tuần mới của tuổi Tuất vào khoảng thời gian đầu tuần, người tuổi Tuất có thể gặp phải nhiều vấn đề trong công việc do chịu ảnh hưởng xấu của thiên quan. Kẻ xấu đơm đặt bịa đặt những điều sai lệch làm ảnh hưởng tới danh tiếng và hình ảnh của bạn trong mắt đồng nghiệp con giáp này sẽ phải mất nhiều công sức để bình lặng mọi chuyện. Nhưng mọi chuyện sẽ dần ổn định hơn từ giữa tuần trở đi khi có chính quan độ mệnh. Quả đúng là cây ngay không sợ chết đứng, bạn tập trung làm việc hết sức mình và thành quả chính là cách bạn đáp trả những chiêu trò xấu xa của kẻ tiểu nhân. Khoảng thời gian cuối tuần lại là thời điểm của người làm ăn, kinh doanh khi bạn được chính tài và thiên tài phù trợ. Tuy nhiên, con giáp này vẫn cần phải cảnh giác những kẻ tiếp cận cố tình hãm hại mình để không bị lừa gạt tiền bạc tuần có bạch hổ hung tinh chiếu mệnh, đường tình duyên của người tuổi tuất không được thuận lợi cho lắm, điều này có thể ảnh hưởng đến tinh thần của bản mệnh, khiến cho con giáp này thấy mệt mỏi, dễ xa sút ủ rột. 12. Tử vi tuần mới của tuổi hợi, từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021. Xem tử vi tuần mới của tuổi hợi thầy tử vi chỉ ra rằng, công việc và các mối quan hệ của con giáp tuổi hợi tuần này có vẻ suôn sẻ hơn trước rất nhiều, những rắc rối từ tuần cũ cũng được bạn lần lượt xử lý gọn gàng nếu việc gì cần ai đó giúp sức bạn cứ nhờ họ hỗ trợ vì chắc hẳn mọi người đều vui vẻ giúp bạn như cách bạn đã giúp mọi người trước đó dù những ngày đầu tuần của bản mệnh có chút trở ngại do ảnh hưởng của thương quan có lúc cảm xúc gần mất khống chế khiến bạn chỉ muốn xả cơn giận ra cho thỏa lòng nhưng may mắn là bạn đã cố gắng kiểm soát được tình hình càng về cuối tuần tình hình càng dễ thở khi mọi thứ đều được bạn điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế Tuy nhiên, con giáp này cần đề phòng thời điểm giữa tuần do có kiếp tài giáng họa tiền bạc có thể sẽ hao hụt khá nhiều. Mệnh chủ nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định chi tiêu, mua sắm. Hãy suy nghĩ xem đó có phải món đồ bạn đang thật sự cần dùng không. Nếu không thì dễ tán tài tán lộc lắm đấy. Truyền tình cảm của tuổi Hợi không có nhiều biến động trong thời điểm này. Cả hai vẫn đang dành cho nhau thời gian để tìm hiểu về đối phương và không chút vội vàng khi còn chưa nắm chắc về tình cảm của mình xin chào và hẹn gặp lại